trải qua chặng đường xuyên Việt hơn 3.000 km kéo dài 31 ngày với nhiều cung bậc cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ. Hành trình từ trái tim, hành trình lập chí vĩ đại khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt đã trao tặng hơn 300.000 cuốn sách quý đến các thư viện trường học, nhà văn hóa, cộng đồng thanh niên, học sinh, sinh viên, các chiến sĩ quân đội trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, hành trình đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, sự ủng hộ đồng hành của nhiều tổ chức, nhân vật ảnh hưởng cộng đồng trên toàn quốc. Tiếp nối chuỗi hoạt động của hành trình từ trái tim, một sự kiện hoành tráng sẽ diễn ra tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Với sự quy tụ đặc biệt của các hoa hậu, á hậu, các nhân vật ảnh hưởng và các ca sĩ nổi tiếng nhất tại Việt Nam, cùng với các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đổi đời, thưởng thức tuyệt phẩm cà phê năng lượng bên những chiếc xe đặc biệt, chương trình âm nhạc sôi động cuốn hút được dàn dựng công phu. Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ đến 22 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2018. Hãy đăng ký tham gia các hoạt động tương tác trên fanpage Trung Nguyên Legend ngay hôm nay để nhận được những phần quà tặng hấp dẫn.